công ty PPT xin trân trọng giới thiệu một tập phim hot nhất tháng 8 2018 được phát hành độc quyền trên YouTube Thể Hình Online. Vết cắt tái hiện một nửa cuộc đời Duy Nguyễn, một cuộc hành trình lột xác trở thành chiến binh Dreamer, xây dựng một đế chế hùng mạnh cho riêng mình. Thế nhưng con đường Duy Nguyễn đi không trải dài hoa hồng và một bước có thể lên ngôi được. Mời quý vị và các bạn đón xem tập 3 Sụp đổ. Một thế lực đứng sau Minh Lâm phe đối đầu với Duy Nguyễn. Mày không cần biết tao là ai, mày đụng đến anh Minh Lâm là đụng tới tao. Một bông hồng đen đầy tham vọng và giả tâm. Anh xuống đây gặp em được không? Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Tình, tiền, Duy Nguyễn và công ty BBT sẽ ra sao? Trong bất cứ tình cảnh nào, sức mạnh của một Dreamer vẫn bất bại trong thể xác lẫn tinh thần. Giờ sao? Những cuộc rượt đuổi thót tim, những pha võ thuật gay cấn, lãng mạn, đợi anh xíu nha, đợi anh lấy xe anh chở em về, đợi anh xíu thôi. Vui vẻ. Anh biết có cái món này, bảo đảm là em thích ăn luôn. Món bánh. Bánh gì? Bánh xe cao su Mina, hàng Việt Nam chất lượng cao. Anh ăn một mình không đi, gương gì quá à. Anh giỡn mà, nè, thôi mà. Kịch tính. Một thế giới hùng mạnh đang trên đà phát triển. Sau một đêm bỗng sụp đổ, tất cả sẽ được tái hiện trong tập 3 Sụp đổ. Mời các bạn theo dõi và đón xem.